यामि अनुग्रहं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranatmanam paribhunam. Ama ante. Panati pata. Veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana. Veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu vichachara veramani sikkhapadam samadhiyami musavada veramani sikkhapadam samadhiyami Sura me raya maja pamadatthana Veramani sikha padam samadhyami Abhamadina sambadita Amamante Sadhu, sadhu, sadhu Cái đề tài của cái bài pháp thoại của ngày hôm nay đó là sự hành thiền, thiền minh sát niệm xứ nó quan trọng như thế nào. Thì đây là cái bài pháp mà ngài thiền sư tiếp tục qua cái bài pháp thoại kỳ trước mà sư đã giảng vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Và hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 2021 thì ngài thiền sư sẽ tiếp tục giảng cái sự quan trọng về pháp hành thiền quán niệm xứ dựa trên những cái bài giảng của ngài thiền sư Mahasi Sayadaw. Thì trong cái bài pháp thoại ngày hôm nay, ngài thiền sư muốn chia sẻ với chúng ta ba cái điều thêm nữa mà ngài nghĩ là sẽ giúp đỡ cho cái việc hành thiền của chúng ta. Cái điều chia sẻ thứ nhất của ngài là chẳng hạn như chúng ta nói rằng có một người đã hành thiền rồi, tuy nhiên người đó không có thể loại trừ được những cái sự không vui hay là những sự chán nản ở trong tâm của mình sau khi mà niệm hay là ghi nhận những cái điều này. Thì như vậy, cái sự hành thiền của cái người này chưa có được chín mùi. Thì chúng ta phải biết như vậy. Và chúng ta phải biết là cái sức mạnh đề kháng nhờ pháp của cái người này chưa có hoàn toàn. Cái điều thứ hai là nếu mà một người có thể chịu đựng được khi mà phải đối diện với những cái nguyên nhân mà đối nghịch hay là những cái sự nguy hiểm đối nghịch, mà người đó dù là phải đối nghịch với những cái đối tượng có thể gây ra sự tham ái,
nhưng sự tham ái không có sanh khởi. Dù là người đó phải đối diện với những cái đối tượng có thể gây ra sự sân hận, mà sân hận không có sanh khởi. Dù là người đó phải đối diện với những cái đối tượng mà gây ra buồn phiền, mà sự buồn phiền không có sanh khởi, thì chúng ta có thể khen cái vị đó rằng người đó có cái khả năng chịu đựng. Cái điều thứ ba là khi mà hành thiền thì chúng ta không có nên đọc phòng xẹp một cách lớn tiếng. Chúng ta chỉ có nên niệm và ghi nhận thầm ở trong tâm mà thôi. Đọc một cái nhãn hiệu thì đó không có phải là một cái điều quan trọng. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết cái thực tánh của những gì mà nó đang sanh khởi. Giờ chúng ta học để hiểu xem cái nghĩa của cái từ Pali Upanayiko, một trong sáu cái đặc tính của Pháp là gì. Cái chữ Upanayiko có nghĩa là cái Pháp mà đáng để cho chúng ta thực tập, đáng để cho chúng ta giữ thiết lập ở trong thân và tâm của chúng ta. Tương tự như là một người uống thuốc hay là chích thuốc hay là thoa thuốc để chữa những cái bệnh, thì khi mà cái thuốc đó hay là cái chất dinh dưỡng đó nó vào thân của mình thì nó có thể làm cho chúng ta khỏe mạnh ra. Sau khi mà những cái chất tốt đó chúng ta uống, chúng ta chích hay chúng ta thoa, nó có thể nó vào trong thân của chúng ta, tỏa ra khắp thân của chúng ta, thì chúng ta trở nên khỏe mạnh, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng trưởng. Thì cũng tương tự như vậy, cái Pháp có một cái đặc tính gọi là Upanayiko, là một cái Pháp mà xứng đáng để cho chúng ta thực tập, xứng đáng để cho chúng ta có thể thiết lập hay là giữ nó ở trong cái thân và cái tâm của chúng ta. Nếu mà một người hành thiền mà để cho cái Pháp nó có thể nó nằm ở trong thân và tâm của người đó, thì người đó sẽ có cái khả năng chịu đựng tất cả những cái hoàn cảnh tốt hay là xấu. Những cái căn bệnh phiền não nhờ vậy mà sẽ biến mất. Tại sao như vậy? Khi mà một người đối diện với những cái đối tượng mà có thể làm cho phiền não sanh khởi, thì người ấy có thể loại trừ nó bằng cách ghi nhận, niệm những cái đối tượng đó. Nếu mà chúng ta niệm hay là ghi nhận bằng cái cách này đó, thì dù là cái đối tượng nó là tốt hay xấu, chúng ta chỉ có thấy nó biến mất một cách nhanh chóng. Do đó mà tham ái, thanda không sanh khởi được. Hay là sự sân hận, dosa cũng không có sanh khởi được. Mà khi mà tham ái hay là sân hận sanh khởi, mà chúng ta chú tâm vào nó, ghi nhận nó, thì nó sẽ biến mất ngay lập tức. Cái sự biến mất này sẽ rất là hiển nhiên khi mà chúng ta kinh nghiệm cái sự không có vui ở trong tâm. Chẳng hạn như chúng ta nói đến một người đã hành thiền rồi, tuy nhiên người đó không có thể nào mà loại trừ được cái tâm không vui hay là cái tâm chán nản sau khi mà ghi nhận và niệm những cái đề mục đó, thì cái sự hành thiền của cái người đó chưa có chín mùi. Thì chúng ta phải biết rằng cái trong cái người đó đó, cái sức đề kháng của Pháp của người đó thì chưa có hoàn toàn. Bây giờ chúng ta hỏi là khi nào thì chúng ta mới biết được cái khả năng, biết được rõ rệt cái khả năng của một người. Thì có cái câu Pali là Apadasu Tamo Veditabo. Apadasu có nghĩa là trong cái thời điểm mà cái nguy hiểm nó sanh khởi. Tamo là cái khả năng dũng cảm của một người. Veditabo có nghĩa là được biết rõ, được xác định được. Trước khi mà có một cái biết được cái nguyên nhân đó, thì dù cho chúng ta nghe người khác có khen một người nào đó
là người kia có một cái phẩm tính như thế này, như thế nọ, người kia rất là can đảm, nhưng mà chúng ta cũng không có xác định được một cách chắc chắn. Chỉ có khi nào mà cái người đó có thể chịu đựng được khi mà đối diện với những cái hoàn cảnh đối nghịch, thì lúc đó chúng ta mới có thể xác định được một cách chắc chắn về những cái phẩm tính của cái người đó. Thì ở ngoài đời đó, khi mà không có những cái sự nguy hiểm, thì dù ra người khác có khen một người kia là dũng cảm thì chúng ta cũng chưa có biết chắc. Chỉ có khi nào mà người ấy đối diện với những cái nguy hiểm, người đó phải biết tấn công, phải biết bảo vệ đối với cái sự tấn công của người khác. Và nếu mà người đó có thể chiến đấu một cách dũng cảm, không có sợ sệt, thì lúc đó chúng ta mới có thể tin chắc chắn rằng người đó thật sự là can đảm. Thì cũng tương tự như vậy, ở trong cái lĩnh vực của Pháp đó, thì mặc dù là một người đã hành thiền rồi, nhưng mà người khác nói là người đó hoàn mãn ở trong giáo Pháp, hay là người kia ở một cái trình độ cao trong giáo Pháp. Nhưng mà nếu mà người đó chưa có gặp phải những cái điều kiện đối nghịch thì mình không có biết chắc. Mình không có biết chắc là người đó thật sự là như vậy hay không. Mặt khác, nếu mà một người có thể chịu đựng được những cái hoàn cảnh đối nghịch, chịu đựng được những cái sự nguy hiểm, mặc dầu là phải đối diện với những cái đề mục mà có thể gây ra cái sự tham ái, mà tham ái không sanh khởi trong người đó, mặc dù phải đối diện với những cái đề mục mà có thể gây ra sự sân hận, mà sân hận không có xảy ra, không có dấy lên trong người đó, mặc dù là phải đối diện với những cái đề mục mà gây ra sự buồn phiền, mà sự buồn phiền không có sanh khởi trong người đó, thì lúc ấy chúng ta có thể khen rằng người đó có cái khả năng chịu đựng. Một cái câu hỏi nữa là ai có thể chịu đựng được những cái nguy hiểm một chút ít khi mà những cái nguy hiểm đó nó đi qua 6 cái giác quan? Ai có thể chịu đựng được những cái nguy hiểm thật là nhiều khi mà những cái nguy hiểm đó đi qua 6 cái giác quan? Thì câu trả lời rằng nếu mà Pháp được thiết lập hay là được nằm ở trong cái người đó một chút ít, thì người đó có thể chịu đựng được những cái nguy hiểm một chút ít. Nếu mà Pháp được thiết lập ở trong một người nào đó thật là nhiều, thì người đó có cái khả năng chịu đựng được thật nhiều. Nếu mà một người đã hoàn mãn trong tất cả các giáo Pháp, thì người đó có thể chịu đựng được tất cả những cái sự nguy hiểm xảy ra qua 6 cái giác quan, dù là những cái sự nguy hiểm này đến từ đâu. Do đó, cái đặc tính, một trong 6 cái đặc tính của Pháp gọi là Upanayiko, là cái Pháp mà đáng cho chúng ta thực tập, đáng để cho chúng ta giữ thiết lập ở trong thân và tâm của chúng ta. Câu hỏi kế tiếp là làm sao mà chúng ta thiết lập cái giáo Pháp ở trong thân và tâm của chúng ta? Thì Đức Phật có dạy trong cái câu rằng trong bất cứ cái oai nghi nào, trong bất cứ cái tư thế của thân nào, đang nằm ở trong cái tư thế nào, thì chúng ta cần phải biết cái tư thế của cái thân trong cái oai nghi đó. Thì theo như là cái lời dạy này, khi mà cái thân của chúng ta đang ở cái
oai nghi đi, thì chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải biết cái thân của chúng ta đang ở cái tư thế đi. Nếu mà cái thân của chúng ta đang ở cái oai nghi đứng, oai nghi ngồi, oai nghi nằm, thì chúng ta phải ghi nhận cái thân của chúng ta theo cái oai nghi đó. Cũng chưa hết, Đức Phật còn dạy rằng trong bất cứ cái tư thế nào thì chúng ta cần phải biết cái tư thế đó. Do đó, cái lời dạy của Đức Phật rất là rõ ràng. Chúng ta phải ghi nhận cái thân của chúng ta ở trong bất cứ một cái oai nghi nào, một cái tư thế nào. Chẳng hạn như khi mà cái đầu của chúng ta gục xuống, khi mà chúng ta ngồi, hay là chúng ta ngẩng đầu lên, hay là cái tư thế của cái bụng nó đang di chuyển, vân vân. Cái câu hỏi kế tiếp là thế nào là cái sự chuẩn bị thích nghi khi mà hành thiền minh sát? Thì lúc ban đầu các thiền sinh phải hành thiền trong cái tư thế ngồi. Do đó mà Đức Phật có dạy là ngồi chéo chân, và có ba cái cách mà ngồi chéo chân. Thì ba cái cách ngồi mà vắt chéo chân đó là, cái thứ nhất là chúng ta có thể ngồi giống như là cái tư thế ngồi ở mà chúng ta thấy ở trong những cái ảnh, những cái tượng Phật. Cái cách thứ hai là chúng ta có thể ngồi mà với cái chân này song song với cái chân kia, hay là một cái chân thì để trên một cái chân kia. Còn cái cách thứ ba là mình ngồi giống như là các người phụ nữ Miến Điện, họ để cái đầu gối chung với nhau, và một cái chân thì là họ để ra đằng sau. Thì mình ngồi bất cứ cái cách nào cũng được, cái điều quan trọng là chúng ta ngồi làm sao mà chúng ta có thể hành thiền ở cái tư thế ngồi một cách lâu dài. Cái câu hỏi kế tiếp là tại sao mà chúng ta phải ngồi lâu khi mà hành thiền minh sát? Tại sao đây là điều quan trọng? Thì câu trả lời là nếu mà chúng ta có thể hành thiền mà ngồi một cách lâu, không có di chuyển hay là không có phải đổi tư thế đó, thì cái sự định tâm nó sẽ sanh khởi dễ dàng hơn. Và khi mà chúng ta có cái sự định tâm thì tuệ minh sát sẽ sanh khởi. Nếu mà một người hành thiền minh sát sau khi mà đắc cái thiền na, trà na, thì cái tuệ minh sát sẽ sanh khởi một cách dễ dàng. Đối với một người bắt đầu hành thiền minh sát thì người đó phải cố gắng thật là nhiều để có thể có được cái sự định tâm. Do đó rất là quan trọng để cho một người thiền sinh có thể ngồi được một cách lâu dài khi mà hành thiền. Cái câu hỏi kế tiếp là tại sao mà chúng ta khi mà ngồi thiền thì phải giữ cái thân nó thẳng? Thì Đức Phật dạy rằng sau khi mà mình ngồi vắt chéo chân đó, thì là Đức Phật dạy là chúng ta phải giữ cái thân cho nó thẳng. Nếu mà một người ngồi mà cái thân trên của mình nó nghiêng hay là nó gục xuống, thì cái sự cố gắng về thân đó, thì nó yếu, thì khó mà chúng ta có được cái sự định tâm. Do đó mà chúng ta phải giữ cho cái thân trên của chúng ta thẳng. Đây là cái cách duy nhất mà chúng ta có thể làm cho cái sự hành thiền được tốt đẹp. Cái câu hỏi kế tiếp là chúng ta phải chú tâm ở đâu khi mà chúng ta ngồi thiền? Câu trả lời là sau khi mà chúng ta đã ngồi thẳng thì chúng ta phải chú ý đến cái
cái đối tượng hành thiền. Đối với những người mà hành thiền quán hơi thở Anapana, quán hơi thở ra, hơi thở vào đó, thì phải chú tâm vào ở ngay cái lỗ mũi. Một người phải liên tục chú tâm vào cái hơi ra và hơi vào. Khi mà nó đập vào ở cái lỗ mũi, mỗi lần mà nó xảy ra. Cái câu hỏi kế tiếp là tại sao Ngài Mahasi là hướng dẫn các thiền sinh là phải có chánh niệm ở trên cái sự phòng xẹp của bụng? Thì đối với những ai mà hành thiền minh sát thì có thể bắt đầu bằng cách ghi nhận những cái hiện tượng về thân mà nó rõ ràng trong bất cứ cái chỗ nào ở trên thân mình. Thì theo như cái lời dạy của Đức Phật, Nisino wa Nisinomi ti pachanati, là một người có thể quan sát cái sự căng cứng của cái thân trong lúc ngồi bằng cách niệm, ghi nhận là ngồi. Nhưng mà nếu mà một người mà quán chiếu chỉ có một cái đề mục trong lúc ngồi mà thôi, và quán chiếu một cách lâu dài đó, thì người đó sẽ không có chú ý nhiều. Cái sự cố gắng của cái người đó, viriya, sẽ yếu đi. Do đó mà Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw đó, mới hướng dẫn các thiền sinh là bắt đầu bằng cách ghi nhận những cái sự căng cứng chuyển động ở bụng. Ngài Mahasi Sayadaw dạy rằng khi mà cái bụng phồng thì người đó niệm và ghi nhận là phồng. Khi mà nó xẹp thì là ghi nhận là xẹp. Có rất là nhiều người, nhiều hơn cả 100,000 người mà đã hành thiền theo cái lời dạy này và họ đã đạt được cái sự định tâm trong một cái thời gian ngắn và họ đã kinh nghiệm được những cái tuệ minh sát đặc biệt của giáo pháp như là trong sách giảng dạy. Cái câu hỏi kế tiếp là làm thế nào để cho chúng ta có thể thấy được rõ ràng cái yếu tố gió khi mà chúng ta ghi nhận, quan sát về cái bụng. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta chú tâm vào cái bụng. Mỗi lần mà chúng ta hít vào thì chúng ta sẽ kinh nghiệm thấy là cái bụng nó căng và nó phồng lên. Thì đây là sự căng hay là sự cứng, sự đẩy, sự rung động. Và đây là cái yếu tố gió mà nó đang sanh khởi một cách rõ rệt. Mỗi lần mà chúng ta thở ra thì chúng ta sẽ kinh nghiệm là thấy cái bụng nó rút lại và nó xẹp xuống. Thì đây cũng là một cái sự biểu lộ một cách rõ rệt của cái yếu tố gió mà nó làm cho cái bụng của chúng ta nó xẹp xuống và nó di chuyển. Câu hỏi kế tiếp là chúng ta phải quán cái bụng như thế nào? Thì một người hành thiền thì là phải niệm và quán phồng khi mà cái bụng nó phồng, hay là niệm là xẹp khi mà cái bụng nó xẹp. Khi chúng ta hành thiền bằng cách này thì chúng ta dùng các cái từ mà chúng ta thường dùng hàng ngày, giống như là cái phương pháp mà Đức Phật dạy trong cái câu Gacchantova Gacchamiti Pachanati, là một người biết là tôi đang đi khi mà đang đi. Cái câu hỏi kế tiếp là làm sao mà một người thiền sinh có thể biết được khi mà mình ghi nhận là đi và dùng những cái từ mà mình dùng hàng ngày. Thì ở đây khi mà chúng ta quán cái sự đi và chúng ta dùng những cái danh từ hàng ngày thì chúng ta biết cái sự căng, sự cứng, sự chuyển động của yếu tố gió, cũng như là chúng ta biết cái tác ý, cái ý định muốn đi. Thì ở trong chú giải có dạy rằng
Gacchamiti Chitang Upachati Tang Vayam Chaneti. Có nghĩa là cái tác ý muốn đi nó sanh khởi trước. Cái tâm này, vì có cái tâm này mà nó tạo ra những cái yếu tố gió, thì người thiền sinh khi mà hành thiền thì có thể hiểu được cái lời giảng này qua cái sự kinh nghiệm của chính mình. Cái câu hỏi kế tiếp là cái điều gì mà quan trọng mà để cho người thiền sinh phải biết khi mà hành thiền? Thì khi mà cái bụng nó phồng thì cái người thiền sinh phải ghi nhận là phồng. Khi mà bụng xẹp thì phải ghi nhận là xẹp. Nhưng mà người thiền sinh không có nên đọc phồng hay là xẹp to ra tiếng. Người đó chỉ có niệm và biết ở trong tâm mà thôi. Khi mà chúng ta đọc cái nhãn hiệu thì cái đó không có phải là điều quan trọng. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết cái đặc tánh của những cái gì mà đang sanh khởi. Do đó mà khi mà chúng ta niệm và ghi nhớ cái phòng chẳng hạn, thì chúng ta phải biết một cách liên tục từ đầu cho đến cuối của cái sự phòng. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta niệm và ghi nhận xẹp thì chúng ta phải biết một cách liên tục từ đầu cho đến cuối của cái sự xẹp. Và khi mà cái sự định tâm trở nên mạnh mẽ bằng cách ghi nhận như vậy, thì cái người thiền sinh đó sẽ biết một cách tự động các căng, cứng, giãn, rung động một cách rõ ràng. Câu hỏi kế tiếp là người thiền sinh phải ghi nhận cái gì một cách liên tục? Thì khi mà đang ngồi một cách yên lặng thì cái sự phồng và cái sự xẹp của bụng là rõ rệt. Do đó người thiền sinh phải ghi nhận phồng và xẹp, hai cái điều này. Khi mà phồng hết thì là xẹp bắt đầu. Khi mà xẹp hết thì sự phồng bắt đầu. Không có thời gian nào mà người thiền sinh nghỉ. Người thiền sinh phải ghi nhận một cách liên tục. Và Ngài Thiền Sư muốn ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Thì trước khi mà Ngài ngừng thì Ngài muốn chúng ta đọc lại ba cái điều mà đáng để cho chúng ta ghi nhận từ những cái bài giảng của Ngài Hòa Thượng Mahasi Sayadaw mà Sư đã nói lúc ban đầu. Cái điều thứ nhất là chẳng hạn như một người đã hành thiền rồi, nhưng mà người đó không có thể nào mà loại trừ được những cái sự không vui, những sự chán nản ở trong tâm của mình khi mà niệm và ghi nhận nó, thì cái sự hành thiền của cái người ấy chưa có được chín mùi. Thì chúng ta phải biết rằng trong người đó, cái sức mạnh đề kháng của pháp của người đó thì chưa có hoàn toàn. Cái điều thứ hai là nếu mà một người có thể chịu đựng được khi mà đối diện với những cái điều kiện đối nghịch hay là những cái nguy hiểm, người đó dù là phải đối diện với những cái đối tượng mà có thể gây ra cái sự tham ái mà tham ái không sanh khởi, người đó đối diện với những cái đối tượng mà có thể tạo ra cái sự sân hận mà sân hận không có sanh khởi, người đó phải đối diện với những cái đối tượng mà có thể gây ra cái sự buồn phiền mà sự buồn phiền không có sanh khởi, thì lúc ấy chúng ta có thể khen cái người đó rằng đây là một người có cái khả năng chịu đựng. Cái điều thứ ba là khi mà hành thiền đó thì chúng ta không có nên niệm chữ phồng và xẹp một cách to tiếng. Mình chỉ có nên là ghi nhận và biết thầm ở trong tâm mà thôi. Đọc cái nhãn hiệu không phải là cái điều quan trọng. Cái điều quan trọng là biết cái đặc tánh thật sự của những cái hiện tượng mà đang sanh khởi. Và Ngài Thiền Sư cầu chúc cho các thiền sinh được an vui, và Ngài mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền và có thể chịu đựng được, đối diện được với những cái
nghịch cảnh. So today, Sayado finished the Dharma talk, and now by the merit listening to the Dharma talk and keeping the sila, we will sharing the merits that we accumulated today. Idame punya asavakaya waham hotu. Idame punya nibbanasa pacayo hotu. Imam no punya bhagam sabasadana imma. Sabe sata sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thì Ngài nói là qua cái phước báu mà chúng ta vừa mới nghe pháp thì chúng ta hồi hướng cái phước báu đó. Thì đó là cái bài Pali mà chúng ta vừa mới đọc. À, sau đây quý vị coi ở trên cái có cái share screen đó. À, cô Christine có share thông báo cái buổi pháp thoại kế tiếp của Ngài là vào ngày 20 tháng 2. Ồ, cái đây là 6 giờ tối, đây là giờ Cali á. Các quý vị nào mà ở Việt Nam thì sẽ là ngày 21. Thì đúng giống như là cái giờ mà chúng ta đang bây giờ đó. Và cái Zoom ID và password thì nó cũng giống như ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.